sau này nước Việt Nam mình thời hậu cộng sản á, hậu của cái đống rác á, của nó hậu đống rác đi, sau thời hậu đống rác sẽ bắt chước y như là Nam Hàn. Cái điểm này, tại cái điểm con nói thì Thu vừa mới nghe mới biết về vấn đề là nó có hiếu với mẹ đó. Còn Thu chơi với mấy cái tội mà về di mạch chip á, hiểu biết được cái thằng CEO mà trước khi nó về hưu á là 6 tháng trời nó phải dành thời gian nó dạy cho mấy đứa nhỏ những cái kinh nghiệm trong đời nó, đúng rồi, để mà làm CEO, để làm tổng giám đốc. Chứ nó không phải nó chết nó chôn với mồ, nó về hưu nằm ở biển rồi nó ôm theo làm gì. Cho nên từ đó nhân tài mà làm lãnh đạo cũng phải học lãnh đạo, học từ những người lãnh đạo có kinh nghiệm. Việt Nam mình đâu có chuyện đó. Việt Nam mình á là tôi là con của đại gia là tôi phải làm chủ. À, thì tự nhiên cái đàn dốt lên thì cả công ty sẽ sập tiệm thôi. Nên người ta không có giống nghề, trả cho phụ cũng đâu giống nghề. Cuộc đời cho phụ là bao nhiêu đó là Thu dạy cho đệ tử cho phụ làm chủ ở đây gần cả mấy chục thằng đó, chủ hãng giống như phụ đó. Từ không biết gì Thu dạy hết tận tâm, mà đâu có bao nhiêu người được như phụ đâu. Mình phải kinh nghiệm của mình mà phải dạy lại cho thế hệ sau thì mới ra được nhân tài. Đứa nào nó học được thì nên dạy nó, nhưng mà có những đứa cho phụ dạy cũng không có học được nha, không ai cũng học được. Ông vấn đề nô tài quốc tế này đi, nô tài quốc tế nó có biệt danh này. Con là thiên gì? Thiên nhân. Thiên nhân, nhưng mà con là nô tài quốc tế thiên nhân. Quốc tế thiên nhân, họ thiên nhưng mà nó đi là du động quốc tế á, nên nó rành mấy chuyện quốc tế, Nam Hàn này, Nhật nè, Mã Lai rồi kinh nghiệm nhiều sóng gió ở cuộc đời á. Sao anh đi nhiều nước quá vậy? Cơm áo gạo tiền. Em biết rồi. Nhưng mà giống như mưu sinh thôi. Bây giờ nếu mà ở Việt Nam đi, cái tuổi của anh hồi đó là khoảng 22-23 tuổi. Anh học ra 2 năm mấy, 3 năm anh ra trường. Đi làm chỉ có 400, nếu mà đi làm 450.000 đồng tiền Việt. Là hồi thời đó năm 2000, khoảng 2003. Và em nghĩ 450.000 đồng tiền Việt sống thì sao? Đó, cho nên là phải đi qua Malaysia. Qua đó rồi cũng đâu có biết làm gì đâu. Xong rồi là người ta coi thường lắm, khinh mà coi thường. Quản đốc đó. Mới đầu nói ưu tiên số 1 là ưu tiên may những đồ cao cấp. Nhưng mà anh không biết làm á, nó chuyển anh vô cái chuyện cuối cùng, chuyện may mấy cái đồ mà rẻ rẻ. Có thường lắm, thường ghê lắm. Từ từ rồi á, từ từ biết, từ từ mấy tháng sau, khoảng 5-6 tháng sau mới bắt đầu là làm được, đỡ đủ ăn. Còn gửi về nhà, nói chung là Malaysia không có tiền đâu, cái đồng tiền nó cao hơn Việt Nam chút xíu thôi. Một cái hợp đồng bên Malaysia là bao nhiêu năm? 3 năm, nhưng mà không có về được, nó giữ hộ chiếu hết. Qua là giữ hộ chiếu hết, không có đường nào về. Cháu anh nó khổ quá ở trong rừng á, nó khổ quá là nó phải đi cái đường vòng từ Malaysia, nó đi qua bên Thái Lan xong nó qua Campuchia xong nó mới về tới Việt Nam. Làm mất giấy tờ, bỏ giấy tờ luôn. Nếu mà giờ em muốn bay về em phải có passport mới bay về, còn đằng này là ở trong rừng mà nó giữ giấy tờ rồi em. Mà tại sao lúc đầu thì muốn đi thì sao lại trốn quay về là sao? Dạ, nó nghĩ là ở nước ngoài bị gì á, cái ở trong nước hồi lúc đó là về cái vấn đề đi lao động nước ngoài là người dân không có nắm bắt được nhiều. Không muốn ra khỏi nước thôi. Chỉ muốn ra khỏi nước đi kiếm tiền nghĩ không giống như thời Thu ở trại tị nạn năm 79 nha. Thu đâu có biết nước Mỹ là thiên đàng hay địa ngục hay là Pháp hay là Anh hay Đức hay Đan Mạch hay là Úc, Canada. Lúc đó hả, chỉ mong tại cho không có thân nhân. Trời ơi, ngày nào mà ra khỏi cái trại tị nạn này đi nước nào cũng được. Mà cũng hên đó, lúc đó mà sao Salvador hay là Mexico mà nó cho đi cái bây giờ thành cái Mỹ con rồi. Cũng hên đó là Mỹ là thằng cuối cùng, không có nước nào mà nhận thì vô Mỹ. Bây giờ mới đứng đây. Chứ hồi bây giờ mấy người đi qua Đan Mạch nè, qua Pháp. Sau này mình đi ra hải ngoại mình mới biết là Mỹ vẫn sướng hơn những nước kia.
Chứ là lúc mà con vừa rời khỏi Việt Nam vô chạy tị nạn, chả ai biết nước nào ra sao. Chờ khi những người người ta đi trước 75, người ta biết nước nào này nọ, thì lúc đó có Đan Mạch, có Hòa Lan, có Thụy Điển, đủ nước đi vô chạy tị nạn để mà coi coi giống như họ đi lựa gà, lựa vịt, lựa chân, lựa cẳng vậy. Thì có những nước lựa những thanh niên về để làm lao động. Còn cái bộ lặn nít nó tao mà nuôi này chắc tốn tiền học của tao, đâu có thèm lãnh cái bộ Pháp đồ đâu có đưa đi, hay là Hòa Lan đồ. Cuối cùng Mỹ này nó hốt ổ cho phụ, nhờ nó hốt ổ thì phụ mới đóng lên. Cho nên là Mỹ là người ta vô nhiều nhất, tại vì mình không có thân nhân. Còn những người có thân nhân đa số họ đi, họ đi tùm lum hết, Canada, Úc, Úc cũng nhiều, Hòa Lan. Thật là cái môi trường Âu Châu là người có gia đình đi nhiều hả sư phụ? Hồi xưa ông bà mình những cái thập niên mà thời Pháp thuộc á, dạ, là nó có gốc gác ở bên Pháp. Mỹ nó tính vậy, nó không cần tính bà con nha. Dạ. Hễ mình nói mình có quen một người xa gần không cần biết, kể có địa chỉ thôi là nó cho con về nước đó. Tại lúc đó vô chạy tị nạn nó không có thuộc về của ai hết, đúng không? Nếu mà sư phụ tìm được một người nào mà ở bên Canada, hãy có địa chỉ là cho về Canada. Tôi quen người này, mục đích của nó là muốn có một cái người nào để cho mình nương tựa trong vài tháng đầu thôi. Còn nếu mà không á, thì nó lùa đi tập thì một cái nhà thờ gọi là bông sao chùa đó, không phải gọi là bông sao chùa, tức là không có ai á, vô thừa nhận á. Mà Mỹ là cuối cùng nó hốt những cái người vô thừa nhận. Hồi đó hồi năm con đi á, là cái Việt Nam mình mới bắt đầu là có người đi lao động ở Malai hoặc là Đài Loan thôi. Hồi đó lúc đó là chưa có Hàn Quốc với Nhật Bản. Hàn Quốc Nhật Bản hồi đó là chỉ có dạng du học sinh thôi, chứ mà lao động thì chưa. Mà cái giá mà đi để mà đi qua Hàn Quốc Nhật Bản nó giá rất là cao, cái số tiền rất là lớn đối với người Việt lúc đó, cho nên là ít người đi lắm. Trăm mấy, 200 triệu. Nhưng mà không qua Mã Lai còn tốt nhiều, mới từ được qua bản lạc. Hồi đó con nghĩ đâu Mã Lai thì ít, hồi đó nó có mấy chục triệu. Khoảng tiền, nếu mà để tiền vé máy bay, tiền học này kia thì nọ rồi, chắc khoảng từ mười mấy, 20 triệu. Cái qua Nhật chứ qua Nam Hàn thì nhiều hơn hả? Nhật Nam Hàn á thì tầm khoảng trăm mấy, 200 triệu. Hay bạn con đi dạng du học sinh á, wow, là gấp 10 lần, hơn 10 lần luôn. Khó hơn nữa không? Khó hơn. Đó, cho nên là đi nhiều người họ không có đủ tiền đi, nhưng mà cái đặc biệt cái điều này. Cái miền Nam á, mình á sau này đi lao động á là cái miền Nam mình đi á là ít tiền nha. Ví dụ hồi trước con đi qua Hàn Quốc á là cái số tiền con đi tổng cộng lại khoảng chừng ba mấy, 40 triệu cả tiền vé máy bay. Nhưng mà miền Trung á, nếu mà bước chân qua đó là phải tầm ít khoảng 7.000 đô, là khoảng 150 triệu. Thôi sao miền Trung lại mắc hơn, cũng người miền Việt. Trung cũng người Việt, nhưng miền Bắc á nhiều người còn mắc hơn. Miền Bắc còn mắc hơn. Kỳ vậy. Bởi vì những người á, những người mà qua chung với con á là con mới hỏi là mày qua đây nhiêu tiền. Nó nói em qua 114.000 đô, là có thằng ngoài miền Bắc nó quê đâu ở Thái Bình 14.000 đô, còn thằng miền Trung nó rẻ là 7.000. Lý do anh không biết, cái lý do là cái lý vậy? Do là bây giờ á, nói chung miền Nam cũng có hối lộ, nhưng mà về vấn đề đó người ta cũng cái dạng nó nhẹ tay. Nó nhẹ tay thôi, dạng ăn nhẹ thôi, chút đỉnh rồi không. Tức là cái đó là cho mấy ông hối lộ của người mình. Dạ, dạ. Chứ không ở nước ngoài thì người không, ta không, cũng không, giống không. Nhau còn ở miền Trung với miền Bắc á là sư phụ vừa nộp hồ sơ vô thôi là đã mất tiền. Tức là người mình ăn hối lộ, người mình lấy. Đó, chỉ nộp hồ sơ thôi, cần sư phụ đi khám sức khỏe là cái bà đồng quan chút, thì sư phụ đi về xã sư phụ chứng giấy sư phụ lịch cũng phải nó khám sức khỏe mới hiểu đó, vậy. Tức là trước khi mình đưa cái bộ xương mà nô tài quốc tế này đi vô bển cho ta hút sạch máu á, thì mình hút trước phần nữa. Trời ơi, người mình thương, người mình dễ sợ. Ăn tất cả các cấp, hả? Họ ăn tất cả các cấp, các thì giống như giờ này. Đưa con gà này qua bển thì hút nó máu còn nữa, nó còn què còn quặt đi qua bển đi. Tức là mình hút máu của người mình trước.
Trời ơi, chưa từng thấy đó, cái này chắc vô lịch sử nghe cả. Cho nên là có lần đầu tiên mới nghe vụ này đó. Cho nên sư phụ biết có nhiều người miền Bắc với miền Trung họ họ có quen một giống như bà con xa hoặc là gì, bạn bè hoặc là thế nào đó, họ vô miền Nam để mà họ nhập cái hộ khẩu vào để họ đi cho nó rẻ. À nó vậy, hộ khẩu khoảng 3 tháng hay 6 tháng gì sao á, là cái dạng như ở miền Nam là cái chi phí nó rẻ hơn, không phải là bữa hổm ba hình như ba mấy 40 con cá đông lạnh á, là chắc gia đình phải hả 39 cá đông lạnh á, chắc cái gia đình cũng phải chạy cho sạc nghiệp đó, phải bán mấy nhiêu đất để đưa con mình thành cá đông lạnh rồi xong mình mang cái xác về chẳng có ai cho đồng nào. Chính phủ bên kia nó thường về chắc cũng tay mấy ổng không, chắc đưa cái hài cốt về còn phải tốn tiền nữa. Đầu tư kiểu này vừa mất tiền còn vừa phải tốn tiền chôn con mình nữa, đầu tư làm chi ta. Nhưng mà cái đó là người ta giống như người dân không không có lối thoát. Tại vì mười mấy nghìn á một cái vùng quê dễ tìm ra nổi lớn lắm, là tức là phải bán đất mà đưa con mình đi chết, về còn phải tốn tiền chôn con mình nữa. Có đất bán là quý rồi đó, nhiều người đi vay giống như vậy, nhiều nhiều trường hợp đi vay ở ngoài, đi vay nóng ở ngoài hoặc là vay ngân hàng xong xuôi rồi sư phụ biết không, ví dụ nhà thì nếu mà nhà cái điều kiện có tiền khoảng hai trăm triệu trong mấy 200 triệu thì nằm ở dạng ở Việt Nam cũng khá giả rồi, người ta đâu cần phải đi. Mà nếu mà bỏ ra số tiền trong mấy 200 triệu mà đi nước ngoài lao động thì đa số là những người người ta nghèo hoặc là cái dạng là không có ăn việc làm ổn định mà người ta mong muốn đó, cho nó nghe là tiền. Giống như đánh bài cào vậy, năm ăn năm thua. Đúng rồi, tức là đi mượn tiền hot money là ăn lãi đó, khủng khiếp. Đúng, đưa con mình đi mà nếu mà tìm được việc làm á thì về nó trả. Còn mà nếu nó mà thành cá đông lạnh đưa xương với hài cốt về á coi những gia đình đó là nhà, chắc lỗ sạch luôn á, bán nhà luôn. Rồi xong rồi chứ bộ biết không, đồng xong nghiệp. đi qua làm là hàng tháng nhiều khi nhịn ăn nhịn uống để mà nó cơm đổ tiền nó trả về cả gốc lãi nó kéo dài, thì tầm khoảng thằng nào giỏi á thì cũng cả năm, thằng nào dở mấy việc làm mà ổn định mà dẫn tăng ca đều làm tăng ca 12, 13, 14 tiếng là chuyện bình thường, có việc để tăng ca là mừng, mặc dù rất là mệt nhưng cố gắng làm để mà có tiền để trả nợ bên Việt Nam. Đó, cố gắng một năm rưỡi xong xuôi trả nợ xong rồi á, nếu hợp đồng là 3 năm, nếu như chủ á mà nó đồng ý á mình mới ở lại thêm được 2 năm nữa, còn nếu mà chủ nó không có đồng ý mình hoặc làm không được việc cho nó là nó không ký nữa, là mình buộc phải về nước. Thứ nhất, nếu mà không về nước thì mình phải ra lưu vong, sống lưu vong là giống như bất hợp pháp, là đi kiếm việc làm cũng khó, rồi không giấy tờ cảnh sát bắt rồi đi lại không ổn định đủ thứ kiểu. Nếu bắt được nó đuổi về Việt Nam thật không, bắt được nó nhốt trước rồi nó điều tra coi thằng này có phạm tội gì chưa, xong rồi á lưu vong bao lâu gì rồi nó phạt bao nhiêu tiền, tùy vào cái số năm hoặc số tháng mà sư phụ đi lưu vong. Ví dụ từ 1 tới 3 năm là số tiền 1.000 đô đi, từ 3 năm tới 5 năm thì là số tiền 2.000 đô. Ví dụ vậy, lưu vong càng lâu thì đóng phạt càng nhiều. Con nghe nói vậy, con không biết là nó nếu mà không có tiền thì sao, nó sẽ đi lấy lắm, phải cho đi lao động công ích như thế nào đó mà. Thôi gắng chờ nghe con, sắp sửa hết bị cực thì nước Việt sắp thái lai, 18-45 có tương lai rực rỡ. Rừng cột nước nhà nó sẽ không còn sáng chỉnh chiều sai tối la rai làm nô tài quốc tế nữa, mà chúng ta sẽ là những nhà vừa góp ích góp sức cho quốc gia, cho gia đình và đồng thời góp sức cho thế giới. Anh đứng Việt Nam sau này là giàu hơn thế giới. Con thấy bữa nay tự nhiên mấy nhà địa chấn trên sao lai của Mỹ á, nó là miền Tây của mình, miền Đông của Mỹ, mỗi ngày nó sập xuống thiệt đại ông thí. Mấy cái nước mà tạo nghiệp Mỹ này tạo nghiệp dữ lắm, nó chơi vũ khí là bác. Mà lúc đầu á thì cơ trời nói là Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban mong thần Mỹ sẽ thắng nghe với ta,
cái người mà đầu sỏ cuối cùng là Trung Quốc, Mỹ sẽ đánh thắng. Thì lúc đó thế giới nó trở lại một cái thế giới bình an sau khi nước Mỹ có tổng thống mới. À, rồi sau khi đâu vào đó rồi, ông Trump chỉ cần 2 năm thôi là ông cài hết cái đám ngông cuồng ngoan cố du khống ổng rồi, phải không? Nước Mỹ vào vào quỹ đạo trật tự thì lúc đó sẽ đến đến bờ trên đó, cho một cái trận đại ông thủy thế giới nữa là xong. Nước Việt Nam mình thành rộng lớn, thành cái hình rùa. Còn bữa nay mình hình chữ S đó, thì ốm. Rộng ốm. Cái eo miền Trung nó hơi ốm. Mà sư phụ, hồi con có nghe cái đài bên Trung Quốc thân kiểm duyệt hay là cái đài Đại Kỷ Nguyên gì đó. Có phỏng vấn hồi cái bầu cử tổng thống của Đài Loan á, cái ông tổng thống mà vừa đắc cử á, hồi bắt đầu bầu cử ông nói là khi nào á, nếu như ông đắc cử á, ngày nhậm chức ông sẽ tuyên bố Đài Loan độc lập. Mà hồi sư phụ có nói là khi mà Đài Loan độc lập, Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan. Trung Quốc bữa giờ nó giết cả ngàn tướng lãnh của nó trong nội bộ. Tấn công thì là một điều sư phụ không mong muốn. Nó tấn công, luôn Việt Nam mình. Giờ cái quả tiễn nó bay về đảo Đài Loan, nó chỉnh tọa độ, nó bắn mình làm sao. Cho nên nó có sự đổ nát. Một cái building mà đổ nát sư phụ cũng không thích. Cái quan trọng nhất là cái thằng khổng lồ á, nó không phải là gãy tay hay là chột mắt bị quýnh hay là chảy máu hay là sức môi gãy, gãy càng gãy rộng, mà nó phải là đứt mạch máu. Thì đó là ý muốn của bề trên. Đứt mạch máu có nghĩa là mình nó chết rồi, không có xung quanh, không có chết. Mục đích của mình là cả một cái thể chế vô thần sụp một lượt như thầy tennis, giống như thầy thường nói. Thế giờ mà đánh lộn, mà nó tấn công Đài Loan thì nó lấy lòng dân trong nước đoàn kết, thì là nó mạnh hơn á, không biết không. Chiến tranh là làm Trung Quốc mạnh hơn, nhưng mà không chiến tranh cũng không có giải quyết được vấn đề. Cái quan trọng nhất là lòng dân là lòng trời mà. Đất trời thì thuận theo đất, đất thì thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Chứ là con dân muốn cái gì thì cha mới giúp. Cũng như sư phụ giếng cha, cha nói nước Việt mình nó sẽ chịu khổ hoài, tại vì họ không biết cha ai, không có chịu khấn mà cứ than khổ, không có chịu quay đầu, không có chịu hiểu mẹ là ai, cha là ai, không có chịu tu tập, thì cái nghiệp vẫn còn hoài. Bề trên đâu phải chỉ lo một cái hạt cát, trái đất mình là một hạt cát, có nước Việt Nam mình là một hạt bụi, người ta thiếu cái chuyện người ta lo. Còn mình mà không quay đầu, mình không hiền từ, mình không thượng thiên, mình không tu tập, mình không khấn thượng đế, mình không xin thượng đế tha lỗi, làm sao mà thượng đế có thể can thiệp cho mình được. Mình phải lên tiếng trước. Cha là sẵn sàng, Phật sẵn sàng. Đó là tại sao nước Việt cứ khổ hoài vậy, không có chịu đeo dấu thiên tâm. Sư phụ nói rõ, thời nay ai mà không đeo dấu thiên tâm đó, là mất 50% cơ hội sống còn. 50%, phần 50 còn lại là do cái nghiệp phước. Còn đã có cái dấu thiên tâm trong cổ là thấy cái phần mà còn survive, tồn tại được để mà qua cái thời giàu sang á, là dư sức. Tức là phải biết cái dấu thiên tâm là cái gì, đeo cái dấu thiên tâm. Cái dấu đó của thượng đế mà, của cha của Chúa Giêsu mà, cái dấu trên điện thoại con. Cha Chúa Giêsu có thẩm quyền cao hơn Chúa Giêsu. Hồi xưa Chúa Giêsu cũng có nói, ôi ta làm lệnh của cha ta đó mà. Hồi nay sư phụ cũng vậy, sư phụ cũng là con cha, cũng nói chàng như Chúa Giêsu hồi xưa, không biết có phải cùng thằng không nữa, ít cùng người không nữa. Nhưng mà cũng là một, y chang này thôi. Ai muốn hiểu thì sao hiểu. Đó là hết ý, hết lời. Thưa người nơi mà đồn nhắn, chỗ con mấy gán ta, dám kêu Chúa xuống một thằng. Thì người ta cũng kêu vô là thằng kiệt vậy, có gì đâu, đúng không? Nó kiệt nhảm nữa kìa. Chỗ có ông nội là ai, ông có nhà ông sạc quá. Mày gặp thấy tượng tao thì mày lại nghe, thấy mặt tao thì mày chửi. Mà sư phụ chúng ta vô minh vậy đó. Nếu như
theo con cảm nhận là ở Việt Nam á, nếu mà Trung Quốc nó xảy ra vấn đề mà, ở Việt Nam sẽ có loạn là cái nó họ không muốn cái đó, cho nên Đảng Thiên Việt ra đời. Đảng Thiên Việt sẽ kết nạp những bác hát hồ trước 75 có kiến thức và đồng thời có những đảng viên có trách nhiệm, chứ không phải đảng viên tham nhũng nha. Thì Thiên Việt không có biên giới mà. Còn những họ thiên tâm mà muốn qua Thiên Việt thì phải điền một cái đơn, phải có tiên thệ. Thiên Việt với Thiên Tâm là một. Một bên cửa Đông, bên cửa Tây. Thiên Tâm thì thành tiên, không cần biết về chính trị, không cần biết lo an bang tái thế, thì về cõi trời là thành tiên. Còn bên Thiên Việt không cần biết, bên Thiên Tâm không cần đọc kinh như kiểu Yến đang đọc, thì thành thần, sinh với tướng, tử với thần. Nó cũng là giới luật số 1 trong 12 giới luật của cha đặt ra là phải trả ân cho tổ quốc rồi mới đi tu á con. Cho nên sau này mấy là năm 2007 sư phụ bỏ hết tài sản đi tu, ở trên đâu cho. Con còn có nghiệp con chưa trả ân cho tổ quốc, cho nên bây giờ còn mặc đồ đen này đứng đây là vậy đó. Thì sau này sư phụ cũng sẽ trở về đi tu. Là sau khi một chuyện ấy, tức là sư phụ ngồi đẳng, tức là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, là sư phụ của sư phụ, thì ngài nói sau này con cũng sẽ như ta mà. Khi mà dân chúng quan ca hải hoàng á, thì con cũng là vô ngồi một chỗ như ta rồi con bay về trời. Thì đó là cái cuối cùng là vậy. Chứ còn đứng đây á, là cũng là đang tu á, đúng không? Cứu được nhiều người cũng là tu. Chứ đâu phải mình hồi xưa sư phụ tính đi tu, lúc đó mấy vị về nó tu là ích kỷ, rồi có chỗ mà không làm gì hết là giống như lo cho thân mình á. Đây sư phụ có nhiều tiền lắm, thôi chỉ để 1 triệu trong băng với chiếc OV đang đậu với Liên Long Thổ 45 feet, mua lúc đó 300 mấy chục nghìn, rồi lấy cái building làm chùa. Nó tưởng đâu mình cả đời mắc mới gì, đâu có xài hết 1 triệu đâu, ăn chay trường mà làm gì xài tiền. Vàng học sòn còn cho mà, tại giữ quá nó sợ tao ăn cướp tiền mệt tặng hết. Nhưng mà sau này mấy gì nói chuyện nó không phải đơn giản như vậy, con còn nhiều chuyện phải làm. Thì từ đó mẹ với đức thầy mấy vị nói là con coi bài kính thiên đi, rồi đây nắm giữ gian sáng lo cho quốc thái và ăn lâu dài. Nếu mà dù đi tu thì sao mà nắm giữ gian sáng được. Thì lời của mẹ là lời của Phật, Phật không bao giờ nói sai. Nếu nói sai là bao nhiêu kinh điển nhân loại chúng ta học là từ là kinh điển với những cái gì tiền nhân không à. Chứ nếu mà đâu có gì mới đâu, người ta tin những cái lời của những vị siêu nhân thánh nhân ngày xưa nói, như Phật, Chúa, Chặn Trình, Phật Thích Ca rồi Mohammed rồi nói. Bởi vì Chúa hồi xưa nói khi mà ta trở lại các ngươi chứ không bao giờ nhận ra ta, phước cho ai không thấy mà tin, tiếc cho ai thấy trước mặt mày vẫn không tin. Bữa nay thì phụ thêm chữ trước mặt nữa. Bữa nay mình chủ yếu là mình có thằng đệ tử nô tài thiên nhân ngồi đây, con tập trung cho nó đi. Hồi sư phụ nói dạng như là con chiên á, con cũng nghĩ rằng chắc họ chấp có mức độ nào đó thôi, chứ không đến nỗi là con chiên đang ngồi đây là có một con là chấp quá. Nhưng mà con chiên cứng đầu đúng không à. Xin lỗi nha, tại vì bên công giáo mà không giờ tính gì hết, chỉ tình có mình Chúa thôi à, với thượng đế thôi. Nhưng con mẹ, bởi vì trước khi con qua đây nè, con mới nghỉ mấy ngày con đi, mấy người đứa làm chung con á hỏi ủa nhân đi đâu vậy, con vừa nửa chơi nó thì tao đi gặp Chúa. Cái nó cười mà nó là người thiên chúa giáo nha đó, đi nhà thờ hàng tuần đó, thấy nó cười nghịch anh dạ, giống như nó nói mình giống như mà không được bình thường. Dĩ nhiên đó, ông còn học theo sư phụ cả chục năm, ông nói sư phụ không bình thường à, có sư phụ nói chuyện về đạo cho ông nghe đâu. Nhưng mà anh học mình á, chú học á, nhưng mà ông có nói thằng cao, tại ông là thầy rồi đó, ông sắp sửa ra là ông cha, cho nên là ông rành về bên công giáo, ông học quản lý cái núi này nè. Ông nói nhưng mà những hành động, những lời nói của anh sao giống hệt Chúa Giêsu xưa, tức là mình phải lấy hành động
Nhưng mà quên điều đó, còn nói chuyện làm nô tài của Phật. Anh ở Malaysia bao nhiêu năm? 3 năm. 3 năm Malaysia, 7 năm Hàn Quốc. Hết hợp đồng nó cho anh về? Hết hợp đồng nó mới cho về. Còn không hết hợp đồng thì nó giữ hộ chiếu sao về. Tại sao vẫn muốn tiếp tục đi nữa? Thì đi Malaysia về không có tiền. Dạ. Yeah. Nhà gia đình thiếu nợ rất là nhiều. Thì mới đi một lần nữa, nhưng mà xuyên qua Hàn Quốc á, là trước đó anh qua Hàn Quốc năm 2008. Là em của anh á, em thứ năm của anh là nó đã qua trước rồi, nó nói ok. Đó, anh mới qua. Đó, là qua đó là làm, nói chung là nó cực nhưng mà nó có tiền. Không? Nó cực, cực thì có cực nhưng mà nó có tiền, cũng đỡ hơn ở bên Malaysia rất là nhiều. Có nghĩa là ở những cái nước phát triển á, thì mình sẽ tốt hơn là ở những cái nước mà Đông Nam Á. Đúng rồi, nhưng mà cái môi trường làm việc á, thì đôi lúc nó cũng hơi là vất vả, đúng không? Giống như những công việc á mà người ta chê á, hoặc là người hàng nó không làm được, hoặc là độc hại, hoặc là nguy hiểm mới tới cái dân lao động nó làm, đúng không? Chứ mà những công việc mà nhẹ nhàng hoặc là dễ kiếm tiền, hoặc là nó không có độc hại, không nguy hiểm á, thì người hàng nó ít có làm á. Mà mến nó đạo gì vậy? Dạ. Đa số người Hàn Quốc họ đạo gì? Ồ, Hàn Quốc hả? Thấy đạo Phật có, mà đa số tin lành với Thiên Chúa nhiều. Cũng là Chúa luôn. Nó tới nhà đi làm về mệt mình chết, nó cứ gõ cửa 8 giờ, 8 mấy, 9 giờ tối nó cứ gõ cửa, nó vô nó ngồi nó nói ôi, nó nói trời, mang mây nước. Mấy con có thấy một cái chung chung gì bên Ả Rập Saudi hay là những cái nước sa mạc Iraq, Iran hay là Kuwait giàu á, sa mạc sao giàu, nhưng mà họ có lòng tin tuyệt đối với Thượng Đế. Allah cũng là cha Thượng Đế, giống như chúng ta Thiên Tâm cũng là Thượng Đế, đúng không? Vì tại sao Mỹ nó cũng giàu là vì nó tin Thượng Đế, cái đồng đô la nó in God We Trust, đúng không? Còn những nước mà con thấy đạo Phật hay đạo này đạo kia Ấn Độ đó, thờ tùm lum la, nó đâu có tiền á, là Hồ Chí Minh We Trust, Hồ Chí Minh là quỷ, là làm sao mà làm cho nước Việt giàu được? Cái đó là thiệt chứ bộ. Mỗi ngày một cái đồng tiền của Mỹ nó đi khắp hết, ai cũng cầm. Con thấy chữ đó tự nhiên con cũng một chút xíu là nề nếp hơn đó. Còn ngày nào cũng nhìn cái hình bắt ra hồ mà toàn là Mỹ dân không á, thì làm sao quốc gia mình giàu được? Cho nên cái đồng tiền nó quan trọng đó. Cho nên sau này đồng tiền á, mình phải để in God We Trust, thiền Việt Nam á. Đúng là thật, cái người Hồi giáo, cái đó. Người Hồi giáo sư phụ nói phải... họ sùng đạo kinh lắm. Một ngày á, họ đi lại 5 lần. Ngày đi làm cũng vậy, cũng phải lại. Thì Hồi giáo là cũng là Allah là cha đó. Nhưng mà chỉ một số nó cực đoan là mình ôm bom tự sát, mình không có nói phần đó thôi. Hồi xưa bạn gái con cũng là người Hồi giáo, con biết mà. Ủa vậy hả? Hay vậy ta? Nó nói nhiều lắm. Nhưng mà cái là mẹ đủ chuyện để nói. Không không được ăn những con gì có nanh. Có cái gì? Con gì có nanh á, có nanh á, có răng nanh á, là sao giống như heo vậy? Là không được ăn nè. Tại sao, lý do? Cái đó là nó nói cái linh hồn mà những con nó có mạnh hay sao, sao đó con. Đúng biết. Rồi, cái phép thực của nó cao, yeah. Con ăn. Giống như nó heo, cũng đúng, thịt heo. Tâm linh đúng thiệt. Bò thì ăn được, bò ăn được, thì cá ăn được, gà ăn được, rắn không ăn nè. Heo không ăn nè, ăn cù nè. Nói chung con gì có nanh là không ăn. Hồi giáo được con sao chó có nanh sao nó ăn, chó càng không ăn luôn, cả mấy con đó đều là không ăn, không ăn nó không bao giờ, con chó nó không được nuôi luôn, người Hồi giáo là không được nuôi chó luôn, không được nuôi chó. Nó đụng tới con chó vậy nè là rửa tay 7 lần, cái luật nó cực kỳ vậy, cái luật người Hồi giáo nó sợ chó không, nó nói là dạng dơ sao nó con quên rồi, lâu quá con quên rồi, nhưng mà không được nuôi chó nuôi mèo vậy. Cái luật Hồi giáo, bởi vì á Malaysia, Indonesia là Hồi giáo chiếm khoảng chừng gần như 1/3 của người Hồi giáo, đông bị Indonesia gần 500 triệu dân mà khoảng 80% 90% sau này nó cũng nhập thành Thiên Tâm hết, tại vì nó không bao giờ tin cái luân hồi sanh tử á. Cái mình xuống đây mình học khôn, cái là linh hồn là bất tử, thì học cho linh hồn nó khôn thì mới chuyển ra cái thân xác khác. Còn hồi bên kia cũng như là cấp trung học thôi, chưa vô đại học,
ở thời vàng kim này là đại học, họ biết cái linh hồn chuyển từ thân này qua thân khác, thì lúc đó họ mới sợ thêm nữa, rồi mới đoàn kết. Còn ấy là lúc đó họ mới biết là mang cái thân người chỉ là chúng ta phải thuận hòa nhau, không có kỳ thị và không có sự dị biệt thì mới là đúng. Còn họ cứ tin là chết là về A-la của anh công giáo, chết là về với Thượng Đế. Thượng Đế lúc nào cũng tha tội, cha tha một lần đã có, ngày mùng 9 Tết là bữa thôi, chứ đâu phải cha tha hoài năm, ngoại tình 365 ngày kêu cha tha 365 lần không có đâu. Thì cũng có nhưng mà có một phần thôi. Họ gì cũng đúng á, tôi thấy có gì cũng đúng, đúng hơn nữa. Hơn nữa còn lại là cái linh hồn phải chuyển thế, Chúa cũng phải chuyển thế. Không phải Chúa có thể legacy 10.000 năm, triệu năm đâu. Chúa cũng phải chuyển thế và nâng cấp cái trình độ của con Chúa trở lên lại cao hơn. Cho nên nó có cái lạ thì nó mới tiêu diệt cái cũ. Mà chưa có lạ, người ta chưa có quen cái lạ. Nó Hồi giáo chứ thật sự cái người Hồi giáo mà chính tông họ hiền lắm, chứ không phải là Hồi giáo cực đoan. Người ta sống rất là đàng hoàng, sống rất là đàng hoàng. Thì trở lại nãy hồi mới nói là mấy cái nước Trung Đông á, nó giàu á, thấy ai mà tin Thượng Đế là nước nó giàu. Thì hồi bữa cha cũng nói cái vụ vậy mà, nước Việt Nam mà tin cha thì nước Việt Nam mới thoát nghèo khổ. Mới vừa rồi nè, mới mùng 9 Tết cha hiện về trước mặt nói chuyện cái vụ vậy đó. Chứ còn không tin làm sao mà cha mới cho họ giàu được. Nhưng mà giờ họ có tin hay không, hay là ông ta, hay là họ tin mấy ông thầy quốc danh. Nên nhớ nha, Cộng sản hồi xưa Ma Dương mà lúc Phật thành Phật, nó nói thời mạt Pháp tức là thời mình hiện giờ luôn á, là nó mặc áo vàng cạo tóc đúng không? Yeah. Mà tối ngày làm cọng cỏ thành cọng xá lợi Phật tóc đúng không? Mục đích là người nào chửi ông thầy Thích Trúc Thái Minh nhiều chừng nào á, là ông càng thắng lớn chừng đó, là để cho cái 100 triệu dân á không còn lòng tin ở nơi nào để nương tựa, chỉ có nương tựa Bác Hồ với Đảng thôi. Mục đích của họ là vậy, chứ không phải mục đích của họ để lấy mấy triệu người đi vô để mà nhấn thăm cái cọng tóc, cọng cỏ đâu, chứ bộ kêu là cọng cỏ đó. Không có Phật nào á mà ngự, không có vị linh thiêng nào mà ngự với một người mà không có tâm thành. Chẳng lẽ Phật vô minh á, xin lỗi, chẳng lẽ Phật không có phải biết tính toán à, đi giúp cho một cái thằng đi làm tiền để mà gạt người hả? Con thấy đó, chúng sanh Việt Nam nó ngu đến độ đó. Còn lời của Sư Phụ là thiệt là thật không á, mà nó không có chịu ngồi để nó phân tích. Con nghĩ Phật có đi hợp tác với một người xấu để đi làm tiền con của mình không? Yes or no? Chúa cũng không bao giờ làm chuyện kỳ cục như vậy. Quên, nó chữ rùi bung rồi. Ở chỗ lập lại chữ rùi bung rồi. Trong cái thời nay á, chú mới nói chuyện ở nhà mấy đứa nhỏ mà nó mới hiểu. Ê, đọc chị đọc, nó ông này nói chuyện hay nghe nè. Tiếu nghe à. Thôi tôi nghe thử ông dài của nghe là dính cháu á. À. Dính vô điện thanh cái hụ là ghiền cho hụ rồi. Lúc đó là thôi từ nay tôi không dám đi sáng chỉnh chiều xe tối la rai rồi mai mốt tôi cũng mong đi làm nô tài quốc tế như ông nói nữa. Mà tôi theo ổng để mà tôi sẽ giúp ổng làm lập một nước cường quốc. Có tương lai hơn. Ai cũng có lợi mà sư phụ là người có lợi nhất. Nó là triệu phú, tỷ phú. Sư phụ là người có lợi. Là vì thiền bát nhã cha với mẹ với đức thầy giao thụ đầy luôn, còn hơn giờ nó trống rỗng hả con, ít quá, 20 triệu người ít, hổ muốn cả 100 triệu kìa, rồi lên thế giới 8 tỷ người nữa, thì lúc đó về trời thụ mới không còn tái sanh nữa, bây giờ còn hơi ít, mới con đệ tử này nam chưa biết gì đứng rồi cục, nhưng mà thấy cũng ngoan đó. Nhưng mà bây giờ có tỷ nó dạy nữa. Dán dạy rồi sao? Bắt nó ngồi thiện 1000 tiếng đồng hồ. Nhưng mà khi mà nhắm mắt mà ngồi thiền á, đừng có thấy mấy cô cẳng dài nha con à, phải thấy hình của cha đổ hình Phật đó, hình Chúa đâu á. Con đạo gì cứ giữ thờ đúng đạo đó. Nhưng mà đấng tối cao cha cho mình cái linh hồn thì mình là về với cái
cho nên sau này người Công giáo họ theo thiên tâm, họ cũng không có mất cái phần về tâm linh. Tức là đấng tối cao vẫn là thượng đế, mình vẫn là xem, nhưng mà cái công thức học thì hơi thay đổi một chút, tại vì họ sẽ biết được nhiều thứ là có ma quỷ, có vong hồn, có tiên, có thánh, có thần. Tiên thánh thần cũng giống như 4 năm đại học rồi lên master, PhD, rồi thạc sĩ, tiến sĩ đại khái là chả là gì hết. Người nào mà học giỏi cao thì là thăng lớp vậy. Sáng giờ sư phụ đi chuyện với thương bảo. Con tưởng bữa nay sư phụ nhập thất. Bữa nay mấy nhỏ nó bị nghỉ học á. Dạ. Bữa giờ sư phụ bận như mấy con mấy tháng đâu có chở nó đi đâu với sư mẫu rồi đâu. Nói ổng thương đệ tử ông quá, ông bỏ bê mấy mẹ con tôi. Sư phụ nó quản hồn. Vậy bữa nay nó nghỉ học không? Ok. Ví dụ nhập thất này là nhập thất tự nguyện. Nhà thất kia là sinh cho thế giới là cha ra lệnh là khác. Nên chùa có thể dừng gì? Từng sao double làm lại. Cái này là tự nguyện. Chị con khỏe không phải không? Sư phụ. Mấy ngày con đâu rồi? Không thấy mà. Không thấy. Nhà sư phụ cái vấn đề mà thấy nó khó nhất cho sư phụ là vấn đề hòa hợp dân tộc, hòa hợp dân tộc đoàn kết. Trong mắt sư phụ nó không có gì khó, nó dễ ợp, dễ như ăn bánh bọt, không có sợ mất xương nữa. Biết sao? Trời ơi, bây giờ quân đội đảng viên thằng nào mà không tham nhũng, nào mà không dạo. Bây giờ nó muốn giữ tài sản, giữ mạng, không bị ở tù giống như học tập cái tạo trước 75. Nó chỉ có sư phụ thôi. Chẳng lẽ nó đưa HO về mà nắm chính quyền, hay đưa những người phe phái nào ở hải ngoại này có cái trăm phe, đưa Việt Tân về để mà lấy tài sản nè. Sư phụ dùng từ bi để mà hóa giải dân tộc, đoàn kết quốc nội hải ngoại, đưa 6 triệu chim hiền về. Còn như sư phụ dùng đức độ để mà trị chúc, dùng bác ái để mà mình giao tiếp với Liên Hợp Quốc, chứ Mỹ, Âu Châu, thì làm gì có kẻ thù con. Lúc đó nước mình không có cần tốn đồng bạc quốc phòng, mình không có cần quân đội, cũng chẳng cần công an nhiều như bây giờ nữa. Chỉ cần những cái đội gọi là trị an, an ninh giống như là kiểu nhân dân tự vệ hồi xưa trước 75 thôi. Sớm chừng 2-3 thằng có để trộm cướp được. Chứ không có vệ binh, đúng rồi đó con Dũng. Chứ không có cần quân đội, thì mình lấy tiền đó mình cho dân mình ăn qua phe, phải không? Qua phe có nghĩa là ở nhà ai mà sức khỏe yếu thì cũng lãnh được tiền vậy đó. Rồi mình xây chung cư, rồi bệnh viện thì miễn phí. Cái quan trọng là miễn gì bệnh viện miễn phí. Đúng. Dạ, tội. Đó, rất là tội. Ồ, bệnh viện ở Việt Nam. Thì lúc đó mình đâu có còn nô tài quốc tế nữa. Thương. Rồi lúc đó là nô tài quốc tế làm chi, ở bển nó làm nô tài cho nước Việt đi. Đã hơn nô tài quốc tế. Bây giờ nô tài nước Việt đã hay nô tài quốc tế đã là mấy con nói. Sư phụ không có ở đâu bằng đất mẹ hết. Hay quá. Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà dính hơn. Cho nên sư phụ lớn lên từ nhỏ ở Mỹ. Qua đây học lớp 7. Tới bây giờ già 58 tuổi. Chứ bây giờ sư phụ nghĩ quê hương này là của sư phụ. Sư phụ quốc tịch Mỹ cũng 40-50 năm rồi. Cái passport mỗi lần nó 10 năm sư phụ đổi gần cả chục cái rồi đó. Một công dân rất là tốt. Tại vì khoảng năm 83, 84 là sư phụ đã vô quốc tịch Mỹ. Thì tới bữa nay là năm 2024, phải không? Thì con nghĩ là sư phụ là người Mỹ bao nhiêu năm? Yeah. Đâu phải như người ta mới qua 5-7 năm đâu. Mà sư phụ cũng chưa nghĩ cái chỗ này là quê hương. Tại vì hồi xưa mấy vị đã nói sư phụ rồi. Thiên Long Sơn này, 50 mẫu đất này là chỉ cho giống như hết lớp chim hiền này, lớp chim hiền khác. Bay tới bay lui tức là cành cây vậy đó, con đậu ở đây. Nhưng mà cái Thiên Long Sơn thật sự là núi cấm, là ở bên đó. Ở đây là thao trường, ở bên đó mới là xây nhà thiệt. Cái cửa hẻm cũng là một cái nơi, một cái trường học. Tại vì cái hẻm 500 thằng đó, nó cũng như quân đội, như một cái chiều, một cái quốc gia vậy đó. Nó cũng có politics, nó cũng có supervisor manager, mà làm một cái tổ chức.
thì tất cả mấy gì nói con xuống trần, con làm cái nghề cũng giúp đời, tức là về di mạch, rồi để mà cho con có một chút xíu kiến thức về vấn đề tâm lý của con người á. Thì con người nó khó lắm con trả lương nó thiếu, bữa nào cái trách mà nó làm lộn thiếu chừng tiếng hả trời ơi, lên nó chửi chủ, không phải dễ đâu, làm chủ không phải dễ đâu, chủ Mỹ. Thì tất cả mấy gì nói đều là thao trường cho con hết, để con có kinh nghiệm, để sau này á con mới làm cho một cái nước từ không có gì mà thành ra cả thế giới phải nể phục. Đó là lời mấy gì hồi xưa đi hại thụ. Cho nên bây giờ mấy thằng thao đi này con hiếp mình, nó không có cho thụ xây cái gì nữa, nhưng mà đời mấy con sẽ tự động sau này thụ nổi danh là người ta sẽ đem tiền tỷ tới nó dành xây ở Mỹ. Tụi nó mà biết thụ là ai nó quản hồn á, dám không hiếp nữa không? Tại vì nó chưa biết. Hồi xưa ông Pere mà phản Chúa, biết rõ là Chúa, nhưng mà chỉ vì tham tiền phản, nhưng mà sau đó cũng hối hận cho nên Chúa cũng tha, thì ổng mới còn nửa đệ tử. Còn mấy thằng mà đóng đinh Chúa, nó cũng biết Chúa là thứ thiệt, nó mới sợ có thế lực nó mới đóng đinh. Nhưng mà những cái người đó mà biết rõ Chúa có quyền năng đến độ mà mày đóng đinh tao, mày mất quốc gia mày 2000 năm, nó dám đóng không? Đâu dám đóng. Thiệt, Do Thái mất 2000 năm. Bây giờ là Chúa cho lại quốc gia, cho nên hôm nay một mất một còn. Mỹ, Liên Hợp Quốc có can thiệp chỗ nào nó cũng dẹp sạch. Thì trong Kinh Thánh có nói, sư phụ cũng đã từng nói, sư phụ như Do Thái cũng làm y như vậy. Tao làm cho sạch cỏ luôn á, chứ chừa mày lợi mà muốn mà là người Do Thái sau này đâu còn nhân tài là nó giết hết người Do Thái sao? À, cho nên về mặt đó là người ông Netanyahu cũng làm đúng. Rồi cái sư phụ thấy bữa giờ nó chết mấy chục nghìn người, cái bề trên mới nói họ cũng có cái nghiệp, họ kéo về đó họ ở, thì hôm nay là họ chờ chết rồi. Chết trong mấy cái hang hầm như tụi nó là cộng nghiệp hay này đó. Cũng là cái nghiệp của nó, chuyện về tâm linh nó đều có nhân quả. Con mượn ăn đơn đồng con phải trả, trừ khi lại sám hối ngày giết cha thì mình mới được xóa. Nó hoài ngày nào dù cũng nói với chung mệt, bữa nay cô lên chơi. Còn chỉ có máy của Phượng với của Mai á, với cô con á là đầy á, nên nghe mượn video của mấy đứa này. Ông nhắn đệ tử này, tại lúc nó đi rồi không có nô tài, lâu lâu mới gặp đứa đệ tử nô tài. Chắc con nghĩ chỉ có mình con mới đi qua hai nước rồi xong rồi mới qua Mỹ mới gặp sư phụ thôi, chứ hồi đó giờ con thấy no, con là nô tài nhưng mà cô dâu lạc lòi xứ Đài hay xứ Tàu cũng nhiều lắm. Dạ, không, trước mặt con cũng có mấy cô kìa. Dạ. Cũng chỉ ra không no, cô dâu xứ Đài đâu, đứng lên chỉ thương muốn không hay hải thì hai non lá đó qua Đài Loan rồi con ngồi đó kìa, cô dâu xứ Đài phải không? Phải diện đó đúng không? Dạ. Ừ. Nhưng mà mình nó đau khổ lắm, mấy đứa này là sướng. Khổ lắm, nó thật sự sau này á mình mà về Việt Nam á, cô dâu xứ Đài kìa ngồi thấy á, mình biết những cái cô dâu mà tha hương xứ người nên tôn trọng họ thương yêu. Sư phụ, tôi cũng hỏi ý kiến sư phụ là mà làm sao mà các đệ tử ở đây nè quảng bá cái danh tánh của sư phụ. Sư phụ là thứ thiệt, vàng thiệt á, để cho tụi nó chửi sư phụ, nó gieo duyên bằng cách nó chửi. Sư phụ phái nghe ta chửi lắm. Yeah. Thì nó chửi rồi á, cái chân linh sư phụ mới đi độ nó được. Tức là nó gieo duyên bằng cách ghét trước, đúng không? Yeah. Cho nên 5 năm nay sư phụ ở đâu quan cáo cũng chẳng có marketing là mấy đứa nào nó cầm điện thoại nó quay thôi. Thấy có ai có ban bệ làm IT hay là Facebook hay gì đâu, tự nhiên đúng không? Ở Việt Nam nó cũng là tự nhiên rồi nó hiểu được là thiệt rồi tự động nó làm. Thì mục đích sư phụ muốn cho tất cả đệ tử trên thế giới phải tự tâm đi độ chúng sanh. Con biết được cha biết được sư phụ là thiệt thì tự con phải nghĩ cách, sư phụ không cần phải chỉ là con hết công đức làm sao.
giống như thằng Nga tự nhiên hồi xưa nó cũng chửi sư phụ như cái gì mấy năm đầu, bây giờ là nó sống chết sư phụ thì cũng phải là tự tâm để mà mình lập công đức. Chứ còn sư phụ chỉ là mấy con cũng như không, mình phải dùng cái phát minh của mình. Sư phụ thường dạy mấy đứa này, cho nên những đứa mà chửi sư phụ trên mạng á, cứ để nó chửi thoải mái, rồi sư phụ từ từ thái độ nó được, nó không chửi. Sư phụ sợ nhất là người không chịu chửi sư phụ thiệt, tại vì nó không chửi nó thành đá rồi, nó đâu biết gì đâu. Nó chửi là nó còn một xíu tri giác, một chút xíu cái tánh linh của nó, nhưng mà đi hơi sai đường. Cho nên sư phụ cần quảng bá đạo trả lời cầu ở tự nhiên đi con. Ở hàng đệ tử hội thiên cũng vậy, tâm gan mà không có bệt đó, mà có quay lưng bỏ thì Long Sơn bỏ sư phụ cũng ok. Nhưng mà phụ bảo đảm tất cả luôn, tử hàng lớp lớp đệ tử 5 năm nay, từ những đứa lớn tuổi xưa ở đây mấy đứa, cuối cùng rồi cũng quay về hết. Tại vì mấy con cũng là người phàm, cũng còn có ngũ tri giác, lục ngũ ẩn đúng không? Thì mấy con cũng vẫn làm sai thôi, không phải mấy con là thầy hay là ni cô gì đâu mà sắt đá. Mấy con cứ việc thoải mái rời khỏi sư phụ, còn cái cửa núi vẫn mở cổng cho các con vô, lòng sư phụ vẫn mở, không có gì mà gọi là ràng buộc với chúng ta. Chỉ có thiên việc là về phần cơ trời sắp đi á, cộng sản sẽ nhường lại cho con trời gọi là thầy tu mở nước, vậy thì mới hay đó. Con trời khai thiên á, trong mấy bài sấm cờ thì để mà cứu dân tộc, chuyện tới nó sẽ tới. Lúc nào mình làm gì mình làm thì bên đó đó, thì những người tài hoa đó là loại kiến cận đó, sư phụ nói trong năm loại mà khó độ mà khó tin sư phụ á, thì bên thiên việt sẽ đón nhận những cái loại đó. Họ không có cần phải biết tu, nhưng mà họ chết họ sẽ thành thần, cũng như tứ Nguyễn Hoa Na, Nguyễn Nhân Hai hay là những vị anh hùng dân tộc á, họ đâu có biết tu đâu, họ có lòng yêu nước thì cũng được thành thần. Còn mấy con biết, vừa biết lo chuyện cho người quốc gia mà vừa biết đọc kinh nữa, mấy con thành Bồ Tát. Còn mấy con chỉ cần biết đọc kinh mà không có biết lo quốc gia, mấy con thành tiên, thấp hơn chút. Kiểu nào cũng thành, chứ đừng có thành quỷ, đừng có thành bốn chân, mang long đội sừng, hay đừng có xuống địa ngục là thù vui rồi. Cho nên thiên gì cũng được, thiên tâm hay thiên việt cũng được, nhưng mà cả hai đều là sư phụ là người founder sáng lập ở một cái thời đại này. Thiên tâm sư phụ là người founder, thiên việt cũng là phải là sư phụ là founder. Vì lòng chắc ẩn từ bi sư phụ phải làm, chứ không phải ham danh ham lợi, và làm theo cái sứ mệnh mệnh lệnh. Ngoài sư phụ ra không có ai right fit. Sư phụ, hôm bữa sư phụ anh Thiên Giang ở bên Texas qua đây, Thiên Long Giang đó sư phụ. Anh nói là anh coi bên đó, xong rồi có một cái chỗ bên đó. Sư phụ, khi nào tỉnh thoảng sư phụ có qua bên kia hay sao? Long tóc dài hả? Tóc dài. Sư phụ đi đâu á? Mấy gì rồi, mấy gì hộ pháp, mấy gì thiên tướng, với cha mẹ phải cho sư phụ đi, sư phụ mới đi được. Tại vì không phải đi bằng cái phàm, mua vé máy bay đi bay 3 tiếng ngồi khỏe rồi. Nhưng mà nó nguyên một cái ekip của hữu hình và cái ekip của thế giới vô hình. Cho nên mỗi lần đi là phải có gọi là lệnh đó con. Không phải muốn đi từ đây muốn xuống Nam Cali thôi, cái gì cũng đâu chở đi. Thì bây giờ giống như bữa mình tính làm Tết, vừa làm sân khấu xong ở Thiên Long Thảo, Thiên Ma bữa đó nó kéo tới, nó đánh gãy cây mình luôn, nó bảo liền á, cái đó dự báo thời tiết đâu có, cái gì đó là nó đó. Rồi nó quýnh thái tử, nó tấn công liền á. Lỡ mà đi ngoài kia không, cái núi mình là giống như là vô trong mình rồi, chứ gì đây này ngày đây thì nó more secure. Còn mình chụp một cái mà đi làm bậy thù đâu có tung tăng.
Để mấy con tính lại đi. Thế giới vô hình nó ghê, thế giới hữu hình. Tại vì đầu sừng á, xe lăn á, dữ lắm. Anh lớn của sư phụ. Thượng xe tăng quỷ cũng là con của thượng đế này thôi. Chúa Giêsu cũng con thượng đế. Thì cái sư phụ hỏi sao kỳ vậy? Cái trên mới nói, trời ơi, cái nó phải làm hết. Thì mấy đứa con mới sợ mới làm hiền. Nhưng Mike Tyson, nó đánh phát sinh giỏi, nó phải có cái thằng huấn luyện như giữ nó mới dò dợp nó. Giống như con, nó con phải có thằng chồng quá trời khủng khiếp. Con mới biết sư phụ, chứ con có thằng chồng đẹp trai, hiền, giàu có. Con làm gì ngồi đây mà gõ mỏ đục kinh. Đúng không? À, thì cái thế giới nó cũng ai vậy thôi. Đúng rồi kìa ngồi. À, phải nên nhớ. Nên mỗi lần chồng mình nó quýnh mình một bọt tay, nói anh quýnh em bên đây cái nữa thì nó sẽ hết đắng. Còn con nó mà đánh con cái mà con chạy vào phòng con khóc á, nó sẽ đánh tiếp. Tại vì nó cũng bị khùng cho nên nó mới xả rác, đúng không? Ừ. Thì thôi anh, bữa nay anh không vui thì anh lỡ đánh em bên đây, đánh bên đây nữa. Cái vừa đánh xong bắt đầu vô còn lấy cái bộ đồ mà sư phụ hay dạy á, mua 20 đồng ở Victoria ra rồi cái dọn cơm cho nó đàng hoàng. Đứa nào mà làm được y lệ phụ dạy bảo đảm sẽ hạnh phúc. Gán làm đi con, chồng quýnh mà dẫn lịch thiệp. Bắt đầu bóp vai bóp cổ chồng, nãy anh đánh em hơi mạnh tay rồi phải không? Rồi bắt đầu thằng nào mà nó sặc đá cái nào nó cũng phải xìu á. Thì nó cũng xả nghiệp nhanh, con cũng xả nghiệp nhanh. Tại vì cái thiên tâm chúng ta là cha mẹ dạy mình á, mình sống ở thế gian này á, mình không có chối bỏ thế gian. Mình phải coi thế gian này một thế gian đàng hạ giới. Thì cái thằng hồn của con nó đã quen sống sung sướng ở dưới này, hạnh phúc thì mới được về trời. Còn ở dưới này mà cứ gây lộn, chồng quýnh cả chửi nó lại, thì hai đứa mày bùi nhùi quá thì cứ ở dưới này mãi đi. Cho nên xuất phát của thế gian không rời xuất thế gian. Người Công giáo chỉ học là thế gian thôi, ăn hiền ở lành bác ái thôi, thập thiện. Nhưng mà họ không có học về siêu nhiên. Siêu nhiên cũng y như chúng ta. Tại cái thằng hồn á, nó sẽ ghi nhớ là những cái gì mà mình làm từ lúc mới sanh, từ lúc ngày mình ra đi. Còn cái xác nó đâu có cần ghi nhớ. Xác thì nó thành cát bụi trở lại. Nên là pháp thế gian không rời xuất thế gian. Đó là lý do tại sao thuộc trở lại thế gian này, để nâng cấp cái trình độ của nhân loại lên, chuyển qua một cái thời gọi là nhà nhà không có cửa, quốc gia không có ranh giới, con người không có hận thù, không có kỳ thị chủng tộc, da vàng, da đen, da trắng, Anh, Pháp, Mỹ, Việt Nam, Tàu hay là Miên gì hết trơn, là một. Hãy ai có linh hồn đều là con của Thượng Đế, con của cha mẹ, có chân linh khôn đó. Còn ai mà có mấy là đều là mẹ tạo ra, cha mẹ tạo ra tất cả nhân loại trong tam thiên đại thiên thế giới, là cha cai quản, Chúa Trời, người Bồ Tát Thánh Thần và cả thủy cung mà ở trong kinh của mình á, con coi tức là Thượng Đế cai quản hết, tức là cha sanh ra mọi tầng lớp để mục đích xuống trần để học khôn, chứ không phải xuống trần để mà ăn chơi xa đọ. Chú Phụ là người đặc biệt sống thay cõi, ban ngày thì nhảy nói chuyện con, con đem vô ngủ, đứa nào kêu tên thụ thụ bài tới đó cái tắt thôi. Bữa giờ trời ơi, mấy đứa nó đi về hiêu tên nó kêu thụ quá trời luôn, kêu là nằm mơ thấy thụ á, ngủ biết mà thụ chiếc khăn ra được nhiều người lắm. Thế gian chỉ có một người một duy nhất ở cái hành tinh này có 7 dòng hậu quang và đang đứng đây, sư phụ đang có 7 dòng hậu quang, không có tiếng người thứ hai, dầu cho một nhà sư lỗi lạc cũng không có, và những như hòa thượng nổi danh nhất thế giới cũng không có.
cái đó là từ cái chân linh của sư phụ, cái gốc là có sẵn, mấy con không thấy, nhưng mà con nghe ông Edwin ông mà thiền với mấy người mà thiền thấy á, đâu ai ép Edwin nói đâu đúng không, mấy con coi đi, đó là thiệt, bởi vì mấy con tu dở mà không thấy, mấy thầy tu dở mấy thầy không thấy, còn thầy nào tu giỏi là quán hồn như thầy Thắng Quang đó, rồi mấy ông cha với mấy đức giáo hoàng tại không có ngồi thiền, không biết tu, không có mở thiên nhãn thông sao thấy được sư phụ. Cho nên người nào tu giỏi sẽ tự nhiên thấy, còn tu dở thì sao không nhìn thấy, mà tu dở mà lì lợm nữa thôi càng không thấy luôn. Nhưng mà ở qua địa cầu này 8 tỷ người là 99.9999 là tu dở thì thôi không thấy mà tin đi là chắc ăn đúng không. Nhưng mà ngược lại mấy con thấy sự màu nhiệm không, nói mà Mỹ Mỹ nó quỳ lại bữa nó bị bệnh, sư phụ thắng thấy nguyên cái dòng hào quang trên đầu nó có cái hình đó, con nghĩ cái đó là gì, ngay trên điện mẹ nè, rất là màu nhiệm đó. Ừ, cái gì vậy? Chỗ nào mà có những cái hiện tượng đó là chỗ đó là siêu, gọi là siêu linh thiêng. Mấy con đi tìm đây dễ không? Đứng ở đây là đứng ở thiên đàng hạ với giới à. Nếu nào bỏ vé bay về đây á, giống như đi về trời, đi chuyến du lịch về trời. Lên đây mà thấy buồn buồn, mà mới thấy buồn buồn á, mấy con tu dở. Vậy chứ thụ đưa cái đuốc để làm gì? Lên đây á, lại cha lại mẹ, rồi ngồi một mình chiêm nghiệm để mà chư thiên nhúc đầu nhúc mặt mình. Đâu cần thụ đứng đây nói chuyện đâu, đâu thụ đâu cần tiếp khách đâu. Một năm 365 ngày hỏi mấy đứa ở đây đi, không có ngày nào không có người về núi đúng không? Sư phụ đâu phải là one man show mà chịu nổi để mà gặp mỗi người, con nghĩ thử. Chưa tính mấy ngày lễ nữa. Oh my god. Mà đứa nào á nó trời sư phụ cả năm con mới về thăm sư phụ mà sư phụ không có nói chuyện con hai câu. Mỗi đứa sư phụ chỉ cần nói nửa câu thôi, sư phụ hết hơi cũng chết rồi. Hỏi Hải đi, ngày nào cũng có người thêm ông thổ hết lớp này tới lớp khác, tôi sợ mới có gặp nhiều mà chán, mấy đứa ở đây lâu gặp nhiều mà chán hả? Không chán hả? Không chán, con ở đây thường luôn đó. Không chán hả? Tại con mới giống như đó là chán, có nghĩa là gì sư phụ sẽ có đứa chán, lý do duy nhất là không nghe lời đúng sư phụ dặn kỹ, từ không chịu đọc kinh á, không đọc kinh thì nó không có hào quang, không có hào quang sáng, tại sư phụ là ánh sáng nè, thì mấy con cũng phải cùng một cái ánh sáng, tự nhiên nó không có chịu đọc kinh rồi nó chui chỗ này nó lủi chỗ kia nó làm mấy cái chuyện gì á thì hào quang đen thui, thì trước khi tới gần sư phụ là mấy vị hộ pháp đuổi đi rồi, có hiểu không? Thì nó sẽ là giống như tự nhiên nhà đang để xông thơm, đem cái hũ dở cái hũ mắm ra ai chịu nổi, nhưng ngồi đang ngồi đứa 50 đứa nào nấy lên núi tu tập cũng là tươi tỉnh mặt mày sáng sủa thơm phức hào quang sáng là bóng đèn cùng sáng, tự nhiên có bóng đèn đen thui vô nó làm là màu sáng nhưng mà đen chậm vô thành ra màu xám, thì nguyên cái đám tối lại thì không có chó, tự nhiên xa trong nhóm mình cũng có bị, bởi vì thường mới nói đứa nào mà bị rồi sai sư phụ thì về đọc kinh là tự động sẽ trở về lại, người nào đã là thiên tâm đại tử thì nó diệt rồi mãi mãi suốt đời không bao giờ bỏ được sư phụ, tại vì trong cái tiềm thức không có cho phép, tại vì bỏ sư phụ là đi đâu, thiên đàng mở cổng vô nhân dân, chỉ có địa ngục nó vô môn thôi, chẳng lẽ con phải đi chạy cái cửa địa ngục con chui xuống hả, cái công mà chạy thôi con cũng mệt nữa, có cửa mở rộng thênh thang, cửa thiên ông sơn, cửa cha trên trời mở, cái nào sướng hơn vậy, cho nên đứa nào đã là hội thiên rồi mãi mãi là không bao giờ bỏ, không bảo đảm, trừ khi là
đứa đó nó làm gì ta, giờ cho nó đi năm đường bảy đổi, đi thầy này bùa nọ tà kia, nhưng mà cuối cùng nó cũng phải tỉnh lại. Có những đệ tử cũ đang bị, nó chỉ là khoảng 3 năm, thí dụ bị người ta thư ém trúng bùa khoảng 3 năm nó cũng hết, hết thì cũng phải về thôi. Nhưng mà nó thời gian nó hơi lâu, không biết không? Lên nói tiếng thiên rạo rạo rồi chỉ viết tiếng thiên, không biết mấy chữ thiên á, thật sự nó phải tiếng thiên đâu, nó là tiếng của người, của người Việt mình mà người cổ. Tại vì một cái trái đất này nó qua nhiều tầng lớp để sinh sống, những cái danh từ thời xưa người ta viết một tiếng đó, chứ không phải tiếng trên trời đâu. Tiếng trên trời chú Hữu cũng đã từng gặp, nó nhiều loại lắm, phải coi chừng đó. Đâu phải mình không hiểu mà mình cho là tiếng thiên rồi viết với viết. Dĩ nhiên là không phải là nó viết, có người nhập vô nó mới viết được vậy đúng không? Nhưng mà cũng có cái đúng là tiếng ở trên trời. Nhưng mà đa số chú Hữu thấy trên mạng á, toàn là tiếng của người tiền cổ không à. Nói là cách đây 6.000 năm, 10.000 năm vậy. Họ cũng mong có cái ngày này nè, cái ngày cuối cùng mà Chúa tái lâm á, để mà họ xuống, để họ làm những cái chuyện công đức. Cho nên có những hiện tượng bây giờ cũng thấy lạ khắp nước Việt mà vậy. Chú đâu có rảnh rồi, tới lui đây hoài. Khi nào trái đất này hết bất công, chú mới được về trời. Kỳ này là hết bất công thiệt rồi đó. Không còn công sản nữa thì làm gì có chữ bất công. Con nghĩ đi, không còn những lần độc tài hung dữ như Putin, làm gì có sự bất công. Không còn mấy thằng mà mượn danh của cha, là cha sư phụ là thượng đế rồi ôm bom tự sát, rồi nói cha thử 500 cô gái đẹp trên trời, làm gì mà gạt ta nữa nữa. Hồ Chí Minh là quỷ, mình đi nói là Phật, ai ngu tin nữa. Hiện bây giờ đâu có ai chết cho đảng nữa đâu. Người nào mà bây giờ còn hy sinh cho đảng, người đó gọi siêu ngu. Vô minh thì nó không có hiểu chữ siêu minh. Siêu ngu, ngu thường không được, đây là siêu ngu. Siêu nhân, siêu ngu. Đâu có ai mà tin đảng. Dân không tin phường, phường không tin tỉnh, tỉnh không tin thành phố. Thành phố không có tin thứ trưởng không tin bộ trưởng. Bộ trưởng không tin cao cao lên lãnh đạo không tin trung ương không tin tứ trụ chả có tin luôn cái thể chế của 4 tứ trụ. Họ bây giờ chỉ tranh đấu cá nhân quyền lợi của phe phái họ. Cuối cùng rồi 4 tứ trụ chẳng có tin cái thể chế. Bây giờ kêu Bắc Chính, Bắc Trọng, Hưởng với Dương Đình Huệ ngồi đây nói chuyện với phụ. Có tin thể chế xã hội chủ nghĩa không? 3 năm nay con có bao giờ nghe ông nhắc lại chữ là xã hội chủ nghĩa nữa không? Bây giờ con có thấy cái bản đường nào để là Hồ Chí Minh muôn năm không? Ở đây sư phụ nó tức cười. Hồ Chí Minh ký hợp đồng với cha sư phụ là có 80 năm, mà để muôn năm là nhiêu ngàn năm đúng không? Tào lao, bây giờ cái bản nó phải dẹp. Rồi có gần đây đâu còn dám nói chữ là xã hội chủ nghĩa. Sư phụ lên án, mày muốn về đồ đồng, đồ cổ hả? Sống lại thời tiền cổ hả? Thì cứ nói đi. Không thấy người Cuba hả? Trời ơi, cả đống đàn ông thanh niên á, tướng nào như là đại lực sĩ mà đi xếp hàng á, cầm cái bông phiếu để xin con cục bánh mì vậy nè. Thì có thằng Việt Nam, thằng gì Phong Bụi gì đó, nó qua bển đó, nó phỏng vấn. Rồi cái thằng Phong Bụi nó lấy kẹo nó cho mấy đứa nít. Trời ơi, mấy thằng nó cứ tới xin hoài cái kẹo thôi, mà tướng đàn ông bự gì á, không biết nhục. Phải không? Muốn vậy không? Rồi muốn Kim Jong Un đi tới đâu cái ăn đóng khóc nó bị nhồi sọ nó khóc. Cho nên giờ Kim Jong Un kêu tụi mày chết, tụi mày chết thì nó cũng chết. Con người cũng